Tôi xin chào các bạn. Gần đây tôi có nhận được tin nhắn của bạn tuổi Ất Sửu, nam mạng. Có nhắn tin cho tôi là bác coi dùm cháu, vận mệnh của cháu thế nào bác nhé. Thì hôm nay tôi xin mời các bạn cùng tôi tìm hiểu về tuổi Ất Sửu này nhé. Đoán vận mạng cho tuổi Ất Sửu, nam mạng. Sinh năm 1985, mạng hải trung kim vàng dưới biển, con nhà bạch đế phú quý, xương con trâu, tướng tinh con cọp. Thế thì bạn mới nghe qua, mới dòng chữ trong sách Thánh Hiền thì bạn thấy rồi, bạn cũng Về uy lực bạn có, và tình cảm bạn có, và khôn ngoan bạn có nhiều thứ quá. Cụ thể như là mạng hải trung kim, có nghĩa là gì? Vàng bạc tài lộc là ở quanh bạn. Thế thì bạn muốn có tiền có của là phải như nào? Là như vậy, như ngày xưa các cụ có nói là có chí làm quan, có gan làm giàu. Thế thì bạn phải có chí học tập, cần cù lao động. Đấy là thành quả của bạn. Nếu như bạn muốn giỏi hơn người là bạn phải có chí hướng như thế. Thì bạn phải có tiền, có của, có nhà lầu xa hơi, hoặc là có biệt thự lớn. Thế thì còn nếu như không, dù bạn có ứng mạng đến đâu trong nữa, tài giỏi đến đâu trong nữa, nhưng cái chí hướng của bạn không có, học tập không đúng chỗ, thì có nghĩa là kể cả quý nhân phù trợ hoặc là bố mẹ cho tiền của bao nhiêu chăng nữa thì bạn vẫn chi tiêu hết. Đấy là nói sơ sơ về tiền vận của bạn nhé. Thế còn bây giờ bước sang trung vận này, thế thì nhìn chung cái tuổi Ất Sửu này này thì đa số là cần cù lao động, đều có chi hướng cả. Thế nhưng bạn nào sinh thuận về mùa thu hoặc mùa đông thì có nhiều chút may mắn, nhiều may mắn hơn một chút. Còn không thì các bạn vẫn có tiền có của, vẫn có của ăn của để. Với lý do là gì? Về cái bản chất của các bạn rất là cần cù. Thế nhưng cần cù như này, muốn có tiền có của thì bạn phải dựa vào đâu, đúng không? Trước hết là phải dựa vào cấp trên của bạn, đúng không? Hay là dựa vào bố mẹ, đúng không? Chứ bạn chỉ nghĩ thế thôi. Chứ nhưng còn cái chỗ mà đáng kể nhất thì có bạn không nghĩ đến. Thế cho nên đôi lúc như là tiền của vào tay bạn nhưng mà rồi lại tuột ra, bạn hững hờ, không hiểu tiền đi đâu mà hết. Với lý do là gì? Có cái chỗ tin cậy nhất thì bạn lại không dựa. Ai bạn biết không? Đấy chính là vợ bạn. Vợ bạn là một cái người, nếu nói đúng mức ra nhé, nói bảo quá đáng đâu, đấy là những người cầm cân nảy mực đấy. Bạn làm đúng là vợ bạn cũng biết, bạn làm sai vợ bạn cũng biết. Nhiều những lúc bạn có những cái việc như vậy là cứ nói nôm na như là bác cháu mình cứ nói vui một câu cho nè, tại sự như là yêu vụng giấu thầm thôi, ở tận đâu ấy. Thế nhưng vợ bạn vẫn biết, nhưng mà vợ bạn không nói. Thế thì với lý do là gì? Bạn chủ quan là cứ nghĩ vợ mình là bình thường, nhưng không phải đâu. Vợ bạn phải nói là bạn có làm nên sự nghiệp hay không là do vợ bạn ấy. Chứ còn bạn đừng chủ quan. Bạn đừng chủ quan là bạn có học hành thông minh, có chí hướng vươn lên mà được, đấy là một phần thôi. Chứ còn phần lớn vẫn phải có một cái chỗ dựa. Như ngày xưa đấy, giả sử như là chiến tranh ác liệt, cũng phải nói là một sống một chết, vẫn phải dựa vào hậu phương mà. Thế hậu phương là ai? Hậu phương là vợ bạn đấy. Thế thì qua đây tôi nói về sơ sơ về tiền vận, trung vận. Thế thì bạn nên tôi nói ít thì bạn hiểu nhiều. Thế còn bây giờ tiếp sang về phần hậu vận của bạn nhé. Thì tôi nói như thế này này. Trong sách Thánh Hiền có câu nói như này: Ất Sửu số mạng cuộc đời, bà con hàng xóm chẳng nhờ chẳng trông. Bạn nghe câu này chưa? Bạn tự hào chưa? Bạn có nghĩa là rất là tự hào, có ăn có học, hiểu biết, nhìn xa trông rộng. Cho nên tôi nói lại này, Ất Sửu số mạng như là
bà con thân thích chẳng nhà chẳng trông, với lý do là vì bạn thông minh hiểu biết, cho nên là bà con có giúp đỡ trong nữa thì cũng cảm ơn thôi. Chứ còn thực tế là làm nên sự nghiệp là do bạn đấy, là thế nhá. Thế tiếp này, anh em xung khắc chẳng gần, người dưng giúp đỡ thích thân chẳng nhờ. Thì câu này cũng đúng như ý cũng như câu trên thôi. Vì bạn luôn luôn tự hào, luôn luôn có chí hướng vươn lên, cho nên là bạn là ứng vào cái tuổi Ất Sửu mà lại tướng tinh con cọp, thì bạn nó quá giỏi luôn. Thì quá giỏi luôn, nhưng mà nói đi lại phải nói lại, giỏi đến bao nhiêu trong nữa thì cũng phải biết dừng, chứ đừng chủ quan mà mình giỏi là cứ một bước là bước lên đất trời ấy, là không có đâu. Thế nên phải bạn phải tỉnh táo nhá. Thế tiếp này, phụng thờ của quý có duyên, lợi danh một chút hão huyền mà thôi. Thế cái câu này nói bạn thấy thế nào không? Tức là phụng thờ của quý có duyên, có nghĩa là bạn yêu ai hay bạn thích ai thì bạn phải rất là tôn thờ, đúng không? Đấy, kể cả giả sử như là bạn ra đường hay là bạn ở trong một công ty hay là trong một cái cơ quan nào đó, thì bạn yêu một bạn gái hay là bạn ưa một bạn nào đó, bạn tôn thờ lắm, bạn có vẻ là không nghĩ gì đến chung quanh, không nghĩ đến người thân đó, mà chỉ nghĩ đến cái của quý đó thôi, có duyên đấy thôi. Thế nhưng mà ngược lại nha, lợi danh chỉ một chút thôi, thế nhưng mà hão huyền thì là nó nhiều lắm. Thế cho nên cái này nói lên đây, trong sách Thánh Hiền nói lên là mục đích là gì? Mục đích nói lên để nhắc nhở các bạn, có nghĩa là mình phải tin cậy người thân của mình hơn, chứ còn những cái việc xa xôi mơ hồ đấy là thuộc của hão huyền nha, mình không nên quan tâm đấy. Thế thì tiếp này, tính người chân chính thật thà, làm ơn mắc oán sau mà phủi tay. Thế thì không nói cho bạn biết rồi, từ xưa đến nay thì bạn biết nhá, có nghĩa là đa số các ông cha ta thường nói là làm phúc là phải tội đấy. Thế thì cái câu như tôi nói bên trên đấy, là cũng ứng vào với bạn đấy. Thì bạn nên là giúp đỡ bạn, tìm bạn mà chơi thì chơi với bạn, không phải ai cũng chơi được đâu, nó có cung số, nó có tuổi tác đấy, thì mới hợp đồng rồi mới thống nhất làm được với nhau nhá. Chứ không phải là tôi thích anh, tôi thích chị, tôi làm hợp đồng hoặc là hợp tác với nhau làm ăn, cái đấy là nó khó đấy. Thế thì cụ thể như thế này này, giả sử như là thân Tý Thìn, hợi Mão Mùi, dần Ngọ Tuất, Tị Dậu Sửu này, thì bạn chỉ hợp với tuổi Tị, tuổi Dậu thôi, chứ còn ngoài những cái tuổi kia là bạn nên dừng lại. Thế thì chơi để mà biết thôi, chứ không nên gắn bó quá thì nói thật là cũng có ngày gặp khó khăn đấy. Thế thì tiếp này, bạc tiền trợ giúp hỏi vay, ăn rồi trả giáo đâm ngay mình, thì cũng như tôi nói rồi. Cũng như tôi nói mình, cái câu này nó cũng như câu trên thôi. Tại sao mà để trong sách Thánh Hiền nhắc nhiều như thế, với lý do là gì? Nhắc để sợ bạn quên. Quên lý do là gì? Có nghĩa là mình cần cù lao động kiếm ra được một số tiền không phải là dễ. Thế bây giờ mình lại đưa vào cái nơi cho vay cho mượn, hoặc hợp tác cái nơi mà mình không tin cậy, mình cứ nghĩ là mình chủ quan, thì nó sẽ gặp khó khăn. Là Thánh Hiền nhắc như thế để cho các bạn tỉnh táo, để mà tồn tại của cải để lại sau này cho gia đình, cho con cháu ở cái chỗ đấy nhá. Thế thì tiếp này, bụng người cũng có tánh linh, nghĩ ai thì có, liệu tình chẳng sai. Thế thì bạn lại có trời cho, lại phú cho quý cho, trời phú quý cho mà bạn có một cái chí hướng như vậy là thông minh. Thông minh đây là thông minh theo cái tính chất là về tâm linh, nhìn mặt mà bắt hình dong, có nghĩa là bạn nhìn mặt ai là bạn biết, xấu tốt là bạn biết. Thế cho nên là bạn đoán chính xác lắm. Cho nên cái này thì bạn biết rồi, thì tôi chỉ nói sơ sơ thôi, cũng không muốn nói nhiều. Thế thì tiếp này, số này tu niệm ăn chay,
Đấy. Số này tu niệm ăn chay, không thì khổ não bị mang giam cầm. Đấy. Tại sao mà trong cái câu này là câu cuối của hậu vận của bạn đấy, mà tại sao trong sách Thánh Nhân lại nói về cái tuổi Ất Sửu nam mạng mà lại nói thật thế này, nói thật lắm đấy, nói thật ở cái chỗ này nhá, không thì khổ não bị mang bị giam cầm. Thế có nghĩa là bạn có tiền có của làm ăn lúc vận lên nhá, thì như diều gặp gió, thì lúc ấy là đông bè bạn giúp đỡ lắm. Thế nhưng ngược lại, nếu như bạn không cẩn thận nhá, bạn làm ăn sơ suất nhá, thì bạn nói thật nhá, lúc đấy nhá, thì các bạn gần như là tránh hết, chỉ có vợ bạn thôi mới chung lưng đấu cật vào một sống một chết với bạn, vì gia đình, vì con cái nhá. Cho nên bạn phải tỉnh táo câu này. Thế thì tôi đã đọc, tôi đã nói lại cho bạn để bạn hiểu thêm chút nhá. Số này tu niệm ăn chay, tu là gì? Tu là mình phải tu nhân tích đức, tu sửa. Nếu như sai mình sửa, đấy gọi là tu, trong chữ Hán gọi là tu, rồi tu sửa. Tu sửa được bao nhiêu thì mình hoàn hảo bấy nhiêu. Hoàn hảo thì bạn biết thế nào, như sao không? Hoàn hảo là sẽ đứng trên mọi người. Thế còn nếu như không tu sửa đến nơi đến chốn, không hoàn hảo thì mình sẽ kém. Mà kém là thì nói thật, kém là như cái câu nói là không thì khổ não bị giam cầm. Đấy. Thì nếu như không biết tu trí, không tôn trọng đồng tiền mà làm ăn coi như không lắng nghe, thứ nhất là bè bạn, hai bố mẹ, rồi ba là người thân của mình, mà chính là vợ, như tôi, vợ bạn ấy tôi đã nói rồi đấy. Thế cho nên bạn phải lắng nghe. Còn nếu như không thì không tránh khỏi cái vòng lao lý, vì cái tuổi Ất Dậu này, bạn nào sinh ở mùa thu mùa đông nói riêng, còn không thì các bạn tuổi Ất Sửu này phải luôn luôn cảnh giác. Chứ còn tất cả từ trước đến nay cũng thế thôi, muốn thắng kẻ địch thì cũng phải cảnh giác, muốn thắng được đem lại quyền lợi, đem lại chức quyền cho mình cũng phải cảnh giác. Cảnh giác là gì? Cảnh giác cũng là tu nhân tích đức thôi. Thế thì qua đây tôi cũng nói trên thì bác cháu mình chia sẻ như thế này là cũng bác cũng nhiệt tình với cháu rồi. Thế thì đến đây là bác xin phép để dừng lại. Chúc cháu khỏe mạnh. Thế thì công việc làm gặp nhiều may mắn. Như bác nói cuối cùng một câu nhá, cháu nên phải muốn các cháu tuổi Ất Sửu này, mà nam giới là cái tuổi này là mới ngoài 30 tuổi thôi, các bạn còn mơ hồ của lạ lắm, cho nên theo bác là phải dừng lại để mà tu nhân tích đức, chứ nếu không sau này mà gặp vào cái vòng lao lý thì không ai giúp được đâu. Thế thì qua đây tất cả chỉ có mình giúp được mình thôi, nói chốt lại một câu, chỉ có mình giúp được mình thôi. Mình muốn đứng trên một, đứng trên 100 hay 1.000 hay 1.000.000 là cũng do mình. Còn nếu như không thì mình mắc vào cái vòng kia thì nói thật, nói đi nói lại thì cũng không tiện. Thế nhưng mà thôi, đây là vì cháu hỏi bác thì bác cũng phải nói thật. Nói thật thì nó hay mất lòng, cháu thông cảm cho bác nhé, nói thật hay mất lòng. Chứ còn bây giờ bác nói cháu bảo, ồ cháu không việc gì, hay là cháu quá tài rồi, cũng được, nhưng bác không dám nói thế. Vì nói đây mục đích là gì? Nhắc cho cháu cảnh giác, để mà sau này sẽ trăm năm sẽ công thành danh toại, gia đình êm ấm hạnh phúc. Cháu nhất trí với bác không? Thế thì bác nói đến đây xin phép để dừng lại nhá. Chúc cháu và gia đình mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn.